Khoảnh khắc chiếc xe ô tô tông 4 người đàn ông đi bộ trên đường để trả thù, một người đã tử vong. Theo dõi một phần diễn biến qua camera an ninh, nhiều người không khỏi lạnh gáy. Camera an ninh nhà dân ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 8 vừa qua trên đường dân sinh thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Thời điểm này, người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng động cơ ô tô ồn ào, rồi tiếng la hét của nhóm người. Trong đoạn camera an ninh, chiếc xe ô tô màu trắng đã đâm người đàn ông ngã văng ra đường. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này còn quay lại chạy qua đúng vị trí tai nạn vừa xảy ra. Nhưng may mắn nạn nhân đã lao vào vệ cỏ bên đường tránh thêm một cú đâm. Theo thông tin trên báo chí, người điều khiển chiếc xe ô tô có tên là Nguyễn Chí Thanh, 44 tuổi, ngụ tại xã Gia Lâm. Vào đêm ngày 24 tháng 8, Thanh đã điều khiển ô tô chạy tốc độ cao tông trực diện vào nhóm 4 người đang đi trên đường, gồm Phạm Văn Huân, 25 tuổi, Nguyễn Văn Huy, 30 tuổi, Lê Ngọc Thanh, 32 tuổi và một người tên Mạnh. Cú tông trực diện khiến anh Huân tử vong, ba người còn lại bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Khi biết một trong bốn người bị tông tử vong, Thanh đã trình báo tại cơ quan công an địa phương. Tại đây, Thanh đã khai nhận cố tình đâm vào nhóm người trên để trả thù. Cũng theo thông tin trên báo chí thì đối tượng Thanh và nhóm anh Huân đã có xảy ra mâu thuẫn tranh cãi về đất đai trước đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.